nhìn như ngọn. Em về quê được theo ông ngoại này à? Muốn bay à? Châu á. Mấy ông khỏe nhỉ? Mới mà. Chắc khỏe à. Thì cứ bảo đó, ông ngoại ông nhìn nó nhá. Mẹ xem em. Mẹ lừa mẹ lại mẹ cho ông nhá. Mẹ biết lại không?
còn nó hả mẹ? Không biết. Bác Tuấn đi về nhà. Lượng phải lộ mấy cái này là men tập lái nhỉ? Không tập lái không? Phải lớn hơn mình lái được đúng không? Quá chứ. Mẹ đi xem ông ngoại làm mấy ngày nhỉ, thấy không? Tắt máy rồi. Lần đầu tiên mẹ xem ông cành ruộng bằng máy. Đúng rồi, gọi là sườn mò ông Minh đấy, ông Minh. Bố bé cũng xuống được tầng đây à? Ừ, đơn là ngã đấy. Không sao ngã. Mẹ xuống kéo hộ ông nha. Dầu này nè, dầu này chậm hơn là máy của ông.
Máy con khỏe hơn, đi nhanh hơn. Châu á, đúng bước một có nhỉ. Dạ. Máy ông khỏe, mạnh nhỉ. Sao nhỉ? Cần phải lái thôi. Ừ, mình chào các bạn đi. Dạ bạn. Bye bye.